Mỹ phản đối Trung Quốc ngang ngược ở Biển Đông, hủy lời mời tập trận. Tờ Wall Street Journal quyết định hủy bỏ lời mời Trung Quốc tham gia tập trận vành đai Thái Bình Dương Rim Park, được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đưa ra ngày 23 tháng 5, sau vài tuần thảo luận nội bộ tại Lầu Năm Góc. Reuters dẫn lời Trung tá Christopher Logan, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, chúng tôi hủy lời mời Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân PLA cho cuộc tập trận Rimbak như là phản ứng đầu tiên trước những hành động quân sự hóa liên tục gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông nói thêm, hành động của Trung Quốc không phù hợp với nguyên tắc và mục đích của tập trận Vành đai Thái Bình Dương. Ông Logan không nói cụ thể chính phủ Mỹ sẽ còn có những phản ứng khác nào, nhưng nhấn mạnh rằng có những bằng chứng mạnh mẽ về việc Trung Quốc đã triển khai tên lửa chống hạm, tên lửa đất đối không và các thiết bị làm nhiễu sóng đến các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói đây là động thái không mang tính xây dựng và rằng hoạt động của Trung Quốc có mức độ nhỏ hơn rất nhiều so với những gì mà Mỹ làm ở Hawaii và Guam. Ông Vương nói trước báo giới sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 23 tháng 5, chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ thay đổi tư duy tiêu cực đó. Quan chức ngoại giao Trung Quốc tại Washington đã được thông báo về quyết định của Lầu Năm Góc. Đại sứ quán Trung Quốc từ chối đưa ra bình luận khi được hỏi về phản ứng của Bắc Kinh. Trung Quốc đã tham gia hai lần RIMPAC, gần nhất là vào năm 2014 và 2016, kết quả của nỗ lực từ cả hai phía từ năm 2010 nhằm ổn định quan hệ quốc phòng giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng xung quanh vấn đề Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Quyết định hủy lời mời Trung Quốc tham dự RIMPAC 2018 là một thông điệp chính trị hết sức rõ ràng, thể hiện sự bất bình của Washington. Một thượng nghị sĩ Mỹ tuyên bố, tôi nghĩ việc loại bỏ Trung Quốc khỏi RIMPAC là một thông điệp chính trị lớn. Năm 2014, Mỹ từng hủy bỏ lời mời nga tham dự Rim sau khi nước này sắp nhập bán đảo Crimea, lãnh thổ trước đó thuộc chủ quyền của Ukraine. Cuộc tập trận Rim Park tổ chức hai năm một lần tại Hawaii với sự tham gia của hàng chục quốc gia là biểu tượng của sự hợp tác quân sự quốc tế. Dự kiến 27 quốc gia sẽ cử binh sĩ tới tham dự và quan sát cuộc tập trận Rim 2018 diễn ra vào tháng 6. Mỹ khoe năng lực F-35B trên biển Hoa Đông. Hải quân Mỹ công bố video về hoạt động của tiêm kích tàng hình F-35B trên tàu đổ bộ tấn công USS Wasp ở Hoa Đông, ngoài khơi biển Trung Quốc vào ngày 5 tháng 3.